Và hát tiếp theo à, thôi nhạc đánh đi ha, chứ em giới thiệu tưởng cái nghe nó ngộ lắm. Tại vì mới hát mà tự nhiên giới thiệu cái bài này, hát rồi sẽ biết.
Xin cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Dạ, bài hát tiếp theo Huệ Thu xin mời bà con thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Huy được mang tên Đường Xa.